just shy Joe Heavenland. A chant would pass with phoenix wings, teacher's voice in my mind. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh. Em tên là Lê Thị Quỳnh, hôm nay em rất vinh dự được đại diện cho các bạn học sinh lớp 4A trường tiểu học Linh Thông đến tham dự hội thi kể chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Cùng đến với hội thi ngày hôm nay còn có các bạn, bạn Đình Duy trong vai Bác Hồ, bạn Duy Hiếu, bạn Bảo Châu trong vai Chiến Sĩ, bạn Trà My, bạn Ngọc Bích trong vai Cô Y Tá. Câu chuyện của chúng em xin phép được bắt đầu. Của bạn đi, cất đôi giày thể thao của bạn ra sau hội trường, cất ra sau đi. Vừa đồng thời hội thi, chúc một vài câu chuyện để mọi người. Trái tim em lại trào lên xúc cảm trước những giây phút cuối cùng trong cuộc đời bác. Đó là câu chuyện kể về tình yêu của người dành cho những hát dân ca. Vào buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1969, đây là buổi sáng cuối cùng trong cuộc đời 79 mùa xuân của bác. Bởi sau 9 giờ sáng hôm ấy, người thực sự bước vào cuộc trường chim nhẹ cánh bay, để lại cho nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới một niềm đau thương mất mát không thể nào diễn tả nổi bằng mọi ngôn từ. Không gian của câu chuyện cũng chỉ thu nhỏ trong căn nhà A67. Căn phòng này cách ngôi nhà sàn của bác chỉ được bước chân. Trước đó, theo lời đề nghị của các chiến sĩ, để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe của người, các đồng chí trong bộ chính trị và những đồng chí trực tiếp chăm sóc bác đã chuyển bác xuống ở căn phòng này. Sau gần 20 ngày chống chọi với bệnh tật, bác đã yếu lắm, nhưng hễ tỉnh lại là người ngay lập tức hỏi thăm tình hình chiến đấu ở Việt Nam, tình hình lũ lụt ở miền Bắc. Người dặn các đồng chí trong bộ chính trị phải tổ chức ngày lễ quốc khánh thật long trọng để nhân dân vui, phải bắn pháo hoa cho nhân dân phấn khởi. Trước những giây phút sắp được đi, đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, đối diện với quy luật của sự tồn vong, bác vẫn mong cho đồng bào, cho đất nước mà nâng niu tất cả chỉ thêm mình. Nằm trên giường bệnh, sáng ngày 2 tháng 9, lúc này người đã rất mệt. Mong muốn cuối cùng của người là được gặp lại và thăm các đồng bào Việt Nam. Không thực hiện được, hơi thở của người mỗi lúc một yếu dần. Lần đầu tiên tỉnh lại sau cơn đau, người nhìn xung quanh rồi hỏi: trong các chú có ai biết hồn của nước không? Mọi người lúng túng nhìn nhau, quả là một tình huống không ai chuẩn bị trước. Thường ngày, người vẫn luôn nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Thêm vào đó, Huế vốn là mảnh đất gắn bó của người suốt một thời gian dài tuổi thơ. Giờ đây, trước giây phút sắp biệt ly, có lẽ người mong muốn mang hình ảnh miền Nam yêu thương, hình ảnh núi người sông Hương, với những kỷ niệm buồn đau theo mình vào cõi vĩnh hằng bất tử.
nỗi niềm ấy của người, dường như ai cũng hiểu. Nhưng tình nghệ sĩ hò Huế lúc này thật khó. Lần thứ hai tỉnh lại, người lại hỏi, nhưng lúc này giọng người đã yếu hơn nhiều. Chẳng khác chứ, ai có thể hát cho bác một làn điệu cũng sập nghệ cũng được không? Thêm một lần nữa, sự im lặng và bối rối bao trùm căn phòng. Câu nói rằng câu hát dân ca xứ nghệ đã bao vọng và nuôi dưỡng tâm hồn người từ tuổi ngọt lòng. Giờ đây trước giây phút sắp biệt ly, có lẽ người khao khát được sống trong hình ảnh quê hương, được nghe những khúc hát dân ca. Lần thứ ba tỉnh lại, người ngỏ ý muốn nghe một khúc dân ca quan họ Bắc Ninh. Lần này thật may mắn khi cô y tá bé nhỏ Ngô Thị Oanh tiến lại gần bác. Thưa bác, cháu xin hát cho bác nghe ạ. Với chất giọng trong trẻo của người con gái Vĩnh Phúc, chị cất tiếng hát người ở đường về. Người ơi, người ở đường về, mà người phòng nhỏ chìm trong tiếng hát hay tiếng lòng, không ai phân biệt được, chỉ biết rằng lời văn họ sâu lắng, thiết tha quá. Cô y tá càng hát càng nghẹn ngào, những người xung quanh không ai cầm được nước mắt. 9:47, ngày 2/9 năm 1969. Trái tim vĩ đại của bác Hồ đã hiến thân để lại muôn vàn tình yêu thương cho đồng bào cả nước. Từ điệu ví sập ầu ơ ngọt ngào đậm đậm của mẹ, cuối cùng người thanh thản nhẹ nhàng bước vào cuộc trường sinh bằng âm hưởng tiếng hát dân ca. Thưa toàn thể hội thi, câu chuyện giản dị mà sâu sắc như biết bao câu chuyện kể về người. Từ những tình tiết của câu chuyện cho ta thấy bác Hồ là một người yêu những khúc hát dân ca, yêu đất nước, yêu dân tộc. Hành trang mà người mang theo ra thế giới bên kia chỉ là ước nguyện bình dị, mang theo âm hưởng tiếng hát dân ca vào cõi vĩnh hằng bất tử. Và câu chuyện cho chúng ta bài học sâu sắc: muốn yêu tổ quốc mình thì càng phải yêu những khúc hát dân ca, bởi khúc hát dân ca là tinh thần, là nắng, là nơi nắng đọng tình yêu. Để khắc ghi lời dạy của bác, chúng em xin dâng lên bác những bó hoa tươi thắm nhất.